sắn ăn ở nhà, ăn ba miếng được. Sợ sắn ba tiên thì đúng như cục thạch. Còn mời mọi người nhá. Đây mình sườn. Dính ăn nó nằm nhà nhá. Thôi. Ba xỉa tiết, bốn xỉa tiết. Thế nên là chắc buổi sáng hai bát tiết. Hai bát tiết, sáng đến. Nhưng mà cái quán ăn còn là quen thuộc. Đơn giản, buổi sáng đơn giản. Hai chiếc canh vô lòng. Ấm lòng người chiến sĩ. Mình tiết này nghe hồng ghê nhỉ. Rất ghê. Tiết này nghe đẹp. Tiết này là tiết chuẩn này, là ngon là tiết đẹp đấy, là ngon tiết đẹp. Một nước có tiết này, cái nợ này đánh nó dễ. Chờ nó đông này, là chén thôi, có gì đâu mà. Hôm nay có hấp không? Có hấp thì ba này có hai miếng nhé, này hết anh em nhé. Chờ tiết đông là về rồi. Mà chờ lại từ đầu. Nào. Em nói từ lúc. Được chưa? Rồi, chúc mừng buổi sáng. Chào đại đình nha. Chào buổi sáng nha anh em, mẹ mỗi người bát tiết tôi lòng. Buổi sáng cơ tiệc, mỗi người nhà nha. Rượu ngon, lòng ngon, tiết đẹp. Cái làm chưa được miếng nào, chưa được miếng nào đâm ra uống chén rượu này. Đến cứ làm một hai chén rượu sâm quý. Đấy. Rượu ngâm lâu năm. Uống cái này nó khỏe người, nó không hại người, nó khỏe. Rồi mời cả nhà đi. Mời đây. Mình non nồng già nhấm đi. Ngon quá. Đấy, đưa về xúc kiểu này rồi. Anh đang nóng ăn nước đang nóng. Nóng này phải ăn nhanh, ăn mạnh nên nóng hổi. Bà này dao không biết à? Dao ra này cùn quá. Đó. Rồi gắp luôn và nằng nhằng mấy miếng cho nó hấp dẫn. Gắp phát 3 miếng đấy. 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 Chơi kiểu này. Đây là một phải dính thành 3. Thành 3. Thế là đưa lên thôi. Cái bên cái ớt này. Đấy, cứ thế là đưa lên nó nằng nhằng một tí. Đang ở đâu? Hỏi đang ở đâu? Quá tuyệt vời. Ăn mạnh lên cho nó hết thì phí. Tháng nào ăn cũng thừa bao nhiêu. Làm già làm lo nè. Kẹt kẹt đi mà ăn cho nó bỏ cái cổng vào nhà. Rồi, thì mời các bạn nha. Mời mọi người nha này. Đấy, ăn cái này nó cái gì. Rau cỏ. Rau là rau răng thưa. Các loại rau. Hai miếng chả nữa. Cái này miếng miếng này miếng dạ dày. À, dạ dày đi. Dạ dày mình thích nóng già, nóng già miếng nóng non ăn ngon. Nóng già là bà nóng non. À, kê cái lâu lâu ăn. Bảo này bảo ăn chú đấy tuần ấy ăn không kê cái nào. Chú đấy
chúc mừng Tô Lòng. Từ từ nè vừa. Cái này có gì đấy, gắp ớt xong. Gắp ớt xong. Nó to. Ăn ớt nhiều mà ớt nó rẻ rẻ, không có chủ quán. Chủ quán nó đuổi. Dạ dày. Không, cái này mà cứ cái này lâu lâu ăn là ngon. Mà ăn nhiều quá cảm thấy là nó cũng ăn nhưng mà nó không ngon miệng mấy bằng khoảng 30 hôm ăn là ngon. Ăn tham. Mất cái công gấp làm phát là nhưng mà không gấp được một thành hai. Mấy lúc ớt thì qua là quả ớt, mỗi lần ăn là quả ớt ẩm đấy. Nóng non. Nóng non là ngon đấy. Trắng. Đó, thì mời đây. Ngon, nằm hai miếng liền. À, đến bên sướng rồi nhỉ? Rồi đây. Nói thêm mà cũng sắp sửa này bảo thay ớt rồi. Tôi liên tục này. Sắp sửa bảo thay ớt. Ui dồi. Với con này gắp liên tục. Đồ ngon. Đồ ngon. Làm cho... Dạ dày. Dạ dày. Đấy. Dạ dày mới nóng non người. Kẹt díp với nhau. À, nó giòn. Ừ. Nâu cái kèn cái là nâu kèn cho nó khí thế sáng cho nó bình an. Thế thôi. Sầm uống vậy nó ngon. Giờ nốt miếng lòng gà đây cho nó vãn đi. Vãn sở ba tiết. Lại vào đây lòng non. Bây giờ lại lòng gà. Mỗi lần cứ phải miếng lòng phải quả ớt. Hãy hai miếng đi luôn đi. Hai miếng luôn nhá. Hai miếng. Cặp dít, hai miếng luôn. Ăn có phải hai miếng nó mới sướng rồi nhỉ. Em nói với anh Sánh nhé. Em ở nhà. Cặp dít. Mời đã đình hai miếng nòng. Nòng ngon, chết đẹp. Ngon tan. Làm đốt miếng lòng thì anh em phá bát tiết. Phá bát tiết này nó rực rỡ buổi sáng. Đấy. Từ lúc ông Sán ông làm cái quán mới này ngồi mát nhỉ. Ngồi không muốn về. Thoáng mát. Ở sở đi. Mừng bát tiết. Chúc mừng bát tiết. Thì bát tiết bên kia kìa.
Rồi. Ớt rồi. Ớt. 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 Ớt thì ăn cứ như là chà màu. Thôi. 50.000 thì ăn nữa bà thờ. Ăn đi giao vào. 15.000. Đây. Bạn ơi. Đây. Bắt cầm đi em không đấy. Em không ăn đồng ra thì mua. Có là em không ăn đồng. Ừ rồi em ăn đồng em cầm. Đấy, thế đồ mũ thư cũng là... Nó thật đấy. Mọi người nha. Đấy. Chào mừng ba tiết buổi sáng. Ăn ba tiết là phải làm tí ai cây vào cho nó hám. Cho nó hám cho nó rực rỡ. À. Hai miếng. Hai miếng thì hơi, hơi tham. Đấy là đồng đánh như thế mới chuẩn. Tiếp là sắn lên dốc cả bát không có nước luôn. Nặng 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 như này nó dính. Ai dính đó. Là, ai dính ăn nó nặng nhằn. Nhà nhá. À, thôi. Vợ anh cũng có nhà đá cường người hạt nhất. Thì hạt đá cho bác không sao là thế là... Hạt đi thì hơi... Hơi to. Vẫn là vợ. Chỉ có vợ ở đây kìa. Quan hàng. Anh nói nước sản xuất à? Vâng. Nước sản xuất. Là đây nước dài. Ông đang thì trả vợ chứ đợi đồ nó chẳng nạc. Lâu còn đồ nó bán được. Thì đồ nó tiền ơi. Đúng, đồ nó tiền à. Em ơi nó chẳng nạc ở lâu. Nào rơi toàn ớt xuống dưới. Đấy bây giờ Lê Toàn bây giờ nó đang đang dưới tranh trước một quanh đang lá lá đấy. Anh em nói đơn giản buổi sáng chỉ có mỗi người bát tiết canh tôi dạ, lòng rắc tiêu vào cho nó thơm. Ăn nó phải có tiêu mọi người thơm. Có thích tôi lòng mấy cái bát tiết canh thì cho xin một đăng ký một like một chia sẻ càng tốt để ra được những video mới hơn thì gửi tới đại đình đấy thôi. Rau quả ăn sau này keng cái nhỉ. Thôi tự keng đi, tự uống tự keng. Đấy. À dạ. Bát tiết. Sắn ăn nó nhỉ nha. Ăn 3 miếng được. Sợ sắn bát tiết thì đúng như cục thạch. Còn mời mọi người nhá. Đấy, trường. Ngon. Ngon bùa rẻ. Ẩm. Ui xì. Ngon quá. Đi gái nhờ đi. Anh em buổi sáng hôm nay là cũng chia sẻ hai bát tiết canh nó là tôi lòng. Các bạn xem nhớ hay cho xin một like và đăng ký và chia sẻ nhá. Video của chúng em cũng xin tạm dừng đây, hẹn các bạn vào video tiếp tục. Hello mọi người. Chào anh nhá.